Xin chào quý bà con mình ha. Chào mừng quý bà con quay trở lại với kênh Kỹ thuật Sầu Riêng ha. Thì hôm nay em quay trở lại vườn của anh Thắng ở vị trí Ông Môn, Cần Thơ ha. Để lưu ý bà con một số vấn đề khi mà cây sầu riêng mình ở giai đoạn mà lá già ha, và chưa đi cây đọt mới, thì mình có thể làm những cái công tác gì trong cái mùa khô này để cho cái cây nó phát triển ổn định. Thì mời quý bà con cùng theo dõi ha. Đây trước mắt của các bạn đây là cái cây sầu riêng Ri 6 ha. Thì cây nó được 17 tháng rồi, thì nó cao tầm khoảng 4 mét. Thì đây là đang là trong cái giai đoạn mà lá già ha, đọt mới nó chưa đi ha. Những cây lá mà khi mà mình bổ sung đủ dinh dưỡng cũng như chung vi lượng thì nó phát triển rất là tốt, và không có hiện tượng trái lá nha, không có hiện tượng trái lá, lá nó xanh dày bóng ha. Đây, thì ở cái giai đoạn mà lá già như thế này thì mình có quyền làm những cái công tác gì, thì xin mời quý bà con cùng theo dõi ha. Thứ nhất là trước tiên là trên cái bộ lá thì mình hiện tại mình thấy cái cây này cây xương cá, thì mình đã tiến hành mình cắt tỉa từ rất sớm rồi ha. Thì những cái nhánh còn lại thì đó những cái nhánh này ha, những cái nhánh này là đã được cắt tỉa từ sớm ha. Những nhánh còn lại bắt đầu nó phát triển lên, nó mập và nó bù qua những hai bên bị khuyết của cây xương cá đó. Thì giai đoạn này lá già này mình có thể cắt tỉa tiếp nếu cần thiết, và cây có mình có thể cây cắt tỉa khi mà cây nó được khoảng 7-8 tháng trở lên, là khi mà lá già là có quyền cắt tỉa ha. Sau khi cắt tỉa là bà con mình lưu ý là mình nên phun thuốc bệnh ha. Đó là cái nhất, là trên bộ lá mình có thể là cắt tỉa. Nhưng mà như cái lá này thì mình cũng không cần phun xịt nha, giai đoạn này cũng không cần phun xịt đâu, tại vì cái lá già gì thì con nào mà chích được ha, rồi sâu nào mà cạp được đó. Thứ hai là về cái bầu, cái mô mình ha. Lá già như thế này á thì mình nên là tưới kích rễ, khi nào lú đọt thì rễ phân hữu cơ, hoặc là mình đệm thêm một chút ba số ha, hoặc là 20-10-10 cũng được, để kéo đọt kích đọt ha, là phần ở dưới gốc. Thứ ba nữa là dưới gốc này mình cũng có thể là mình vô đất ha. Nếu mà mình bươi cái này ra mà mình thấy có rễ ăn ra, chứng tỏ là cái cây này nó cần đất, nó đang bị thiếu đất ha, nó mới ăn lên ha. Nhưng mà gì cũng vẫn còn chưa mình chưa vô cũng được, nhưng mà khi mà mình gỡ mấy cái lớp mà cỏ phía trên này mà mình thấy rễ nó ăn ra là bắt đầu nó có dấu hiệu nó cần đất rồi đó, thì mình lá già này mình có thể vô đất ha. Đó. Còn về ví dụ như đất ở đây là đất phù sa màu mỡ, thì mình theo cái quy trình vậy, mình tưới kích rễ ha, lá già tưới kích rễ, rồi nếu được thì rễ không có nở, rồi mình có thể vô đất, tuy nhiên vô lớp mỏng thôi nha. Cỏ này là mình phải phát cho nó sạch rồi mình hãy vô đất, nếu không thì cỏ, khi mà cỏ mình còn để trong sau này nó sẽ là cái nguồn để cho nấm bệnh nó phát triển ha. Rồi cái nữa là mình đi thăm một số vườn, thì có một số vườn không phải là tất cả đều là cái đất phù sa màu mỡ ha, có những cái vùng đất mà nó bị đất phèn, đất sét, thì bà con được một số anh kỹ thuật khuyến cáo là tưới kích rễ 1 tuần, hoặc là trễ lắm là 2 tuần cứ tưới kích rễ 1 lần. Thì theo mình đó nha, theo kinh nghiệm của mình đó, điều đó là không nên nha. Tại vì khi mà đất phèn, đất sét như thế này á, mình kích rễ nó ra cái đọt, xong cái nào bắt đầu nó ra rễ, tức là nó ra đọt ha, xong nó ra rễ nó gặp cục đất phèn đất sét ha, thì nó không thể ăn qua cục đất phèn đất sét được, hoặc là do đất phèn sét nó giữ ẩm nó cao quá cho nên là cái rễ đó bị chết đi, cái đọt nó cũng quéo luôn. Đó là lý do tại sao mà ra đọt xong cái nó quéo, là do cái rễ dưới mình kích rễ hoài, nó ra rễ hoài, nhưng mà khi ra được nó không phát triển được, thì làm sao mà rút dinh dưỡng lên nó nuôi cái đọt được, thành ra cái đọt nó chết, cái rễ nó không chết, cây nó cứ sựng hoài. Thì thôi, mình khuyến cáo như thế này, nếu mà gặp nơi nào mà gặp đất phèn đất sét á ha, thì ví dụ như 2 tháng mình tưới kích rễ 1 lần,
mình để cái tiền đó mình mua cái hữu cơ ha, hữu cơ vi sinh, hữu cơ nở gì cũng được. Thì hữu cơ nở là cái nguồn thức ăn cho cái con vi sinh, thì nó sẽ con vi sinh trong đất ha, thì nó sẽ phân giải mấy cái đất phèn đất sét đó để nó trở thành cái hữu cơ, cái mùng cho rễ nó ăn ha. Thì nếu mà bà con nào mà gặp trường hợp mà đất phèn đất sét nhiều á thì nên để tiền mua cái hữu cơ ha. Hữu cơ nở mình rải, ví dụ như 1-2 tháng mình rải 1 lần, lúc lá già này rải cũng rất là phù hợp ha. Rồi ví dụ như cây đọt lá già này mình tưới kích rễ, rải hữu cơ nở, cây sau mình khỏi cần tưới kích rễ nữa, rải hữu cơ nở thôi. Mình tăng cường cái hữu cơ lên thì như vậy thì cái rễ nó mới phát triển, thì ở trên bộ lá nó mới phát triển nha. Đó. Cây nào mà muốn phát triển tốt, ví dụ như cây này thì cái bộ rễ, cái đất ở dưới nó phải là thực sự là nó tốt, rồi rễ nó ăn mới được. Đó. Rồi nó mới đẩy dinh dưỡng lên cái bộ lá, thì bộ lá mới tốt, thì mình xịt sâu gầy thêm dưỡng nhẹ là nó đã lên rồi. Còn nếu mà vấn đề mà dưới gốc mà mình chưa giải quyết được cái chuyện mà đất phèn đất sét mà mình tập trung trên cây không là cũng sai nha. Hoặc là mình cứ kích rễ ra hoài cũng sai luôn. Mình phải tập trung cải thiện cái môi trường đất của cái cây thì cái cây nó mới phát triển được ha. Ví dụ như đất phèn đi thì mình có thể mình rút nước ha. Mình rút nước cạn, mình rút nước cũng hơi sát sát xíu ha. Xong cái lâu lâu cái mình cho nước vô. Rồi mình rút ra. Là khi mà mình rút sát như vậy á, đất này nó nứt nẻ ra nè. Nó sẽ có những khe hở nhỏ trong đất ha. Rồi khi mình đưa nước vô, mình rút ra thì phèn nó sẽ theo những khe hở đó mà nó gõ phèn cho cái vườn của mình. Đó. Chứ không phải mình nung nước hoài là nó gõ phèn nha. Mình nung nước hoài nó cũng vậy thôi. Mình phải xiết cho nó hơi cạn xíu, xong cho nó khô đất, xong mình đưa nước lên rồi rút nước ra thì vậy nó mới rõ phèn được. Đó là về phèn ở trong đất ha. Còn hữu cơ nở là mình nên khuyến cáo mọi người nên thường xuyên rải hữu cơ nở lúc lá già ha, cái đó là quan trọng lắm. Mình cải thiện cái chất lượng của đất nó hay hơn là mình tập trung mình kích rễ ha. Rồi mùa nắng này á, ngoài cái việc mà bà con mình tưới nước thường xuyên và tránh là cây nó bị thiếu nước nha. Sầu riêng thì nó rất cần cái độ ẩm, nó không chịu được oi nước thôi nhưng mà nó rất cần độ ẩm. Nếu không có độ ẩm là không thể nào rễ nó phát triển được. Thì cái mùa nắng như thế này, bây giờ bữa nay là qua tháng chạp rồi, chuẩn bị vào mùa nắng rồi, vào mùa nắng luôn rồi, còn gì nữa, hôm rày là không có mưa, thì mình nên giữ cỏ lâm râm như thế này ha. Nếu mà có điều kiện á, là mình mua rơm á, mình tủ là mình chừa cái gốc ngay nha. Tùy vào cái tán lớn nhỏ thì mình chừa cái gốc, mình không có tủ trong gốc, cái gốc càng khô càng tốt, tại củ rễ là nơi dễ bị nấm bệnh tấn công nhất ha. Mình tủ từ, ví dụ như mình chừa gốc này khoảng chừng 2 gang tay, mình tủ ra ngoài này cho nó ấm cái bầu. Nó ấm cái bầu như vậy á, đồ ẩm nó ổn định, nhiệt độ nó ít thay đổi thì rễ nó mới phát triển được nha. Đó, mình một cái lưu ý rất quan trọng vào mùa nắng ha, mình không nên mần cỏ sát hết trơn nha, mình nên chừa cỏ lâm râm gì ha, rồi có điều kiện mình tủ thêm cái rơm nữa. Thì như vậy cây nó sẽ phát triển ổn định vào cái mùa nắng. Tại vì cái mùa nắng là cái mùa mà cây có thể phát triển rất mạnh và cây cần rất nhiều nước cũng như là phân. Thì mình cung nhiều nước nhiều phân thì cây nó sẽ phát triển cực mạnh. Còn mùa mưa mình không thể nào mình cung phân được, mình cung phân nhiều dễ bị nấm bệnh lắm. À, mùa nắng là cái mùa mà gọi là chiến lược để mình có thể phát triển cái cây ha, chứ không phải là mùa mưa ha. À, cung cấp nước đầy đủ. À, giữ ẩm ổn định, cung phân, tăng cường phân lên thì mùa nắng nó phát triển rất dữ đối với cây sầu riêng ha. Rồi, cảm ơn quý bà con mình đã theo dõi ha, một số lưu ý cùng quý bà con.